ngày thứ 75, gặp gỡ Chúa Kitô nơi tha nhân. Bí tích thánh thể thực sự là linh thánh. Bí tích này được tôn kính mến yêu với niềm tin kính lớn nhất. Chúng ta sẽ không bao giờ dám liệng Chúa đi hoặc vứt bỏ trên sàn nhà hoặc để vào những nơi bất kính. Tuy nhiên, chúng ta thường không đối xử với người khác với những một lòng tôn trọng như khi chúng ta thể hiện trước mặt Chúa Giêsu hiện diện trong mình thánh. Bạn có nhận ra rằng mỗi người là một nhà tạm, mỗi người là một hình ảnh của Thiên Chúa, quý giá và thánh thiêng, vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta phải nhìn mọi người theo cách này và chúng ta phải cố gắng đối xử với họ bằng tất cả sự kính trọng. Khi làm như vậy, chúng ta tôn vinh Chúa nhiều hơn những gì mà chúng ta có thể biết. Hôm nay, bạn hãy suy ngẫm về cách mà bạn đối xử với người khác. Hãy suy ngẫm xem bạn có cư xử với họ bằng một tình yêu thương và sự tôn trọng, như khi bạn tỏ bày trước Chúa Thánh Thể không? Hãy cầu xin Chúa Giêsu giúp bạn nhìn thấy sự hiện diện của Người trong mọi người mà bạn gặp. Lạy Chúa, xin cho con được yêu mến Chúa luôn luôn trong tất cả mọi người. Xin cho con được nhìn thấy Chúa trong mọi tâm hồn và tôn vinh sự hiện diện của Chúa nơi họ. Lạy Chúa, Chúa đang sống động trong trái tim của mọi tạo vật. Con yêu mến Chúa và mong muốn được yêu Chúa nhiều hơn nữa mỗi khi con gặp gỡ sự hiện diện của Chúa trong từng người con gặp. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Giữa lúc nhân gian đang gồng mình chịu bao đớn đau tang thương, Ngài ơi, giữa lúc sóng gió như nhận chìm thuyền đời con sóng xô ta tới, giữa lúc bão tố như đập vùi một mình con trôi vai giữa khơi, Ngài ở đó. Dậy mau, đừng để con đơn độc thương đau. Chúa vẫn ở bên con trên đường đời con, sao con chẳng nhận ra? Chúa vẫn ở trong con, đang khi con tìm kiếm ở đâu xa. Chúa ơi, cho con nhận ra, Ngài vẫn thức đang khi con ngủ. Vẫn lên tiếng nơi những người khổ đau, Ngài cũng có một trái tim biết đau, đau cùng con, đau cùng nhân loại, bởi Ngài là Chúa giàu lòng xót thương. Ngài cũng có một trái tim biết đau, đau cùng con, đau cùng nhân loại, bởi Ngài là Chúa.